Mấy gặp chua mấy thầy mấy. Một phần này nào. Okay. Thì khủng được quá. Khủng nó to quá. Đấy như lúc đầu ấy. Để đấy xếp mặt này đi. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị. Chào mừng quý cô bác, quý anh chị đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Lời đầu tiên cho cháu Khương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình các bác nhé. Hôm nay thì cháu Khương lại tiếp tục lấy món quà của các chị ở bên Mỹ đã dặn cháu Khương là mang cái bạt đi quay cái chỗ ngủ của hai ông cháu ấy. Thì hôm nay cháu Khương cũng đã mua bạt lên rồi. Thì bây giờ thì cháu Khương sẽ lên nhà hai ông cháu và giúp hai ông cháu che lại cái chỗ ngủ để cho đỡ phải lạnh ấy các bác. Bây giờ hiện tại mùa đông đến thì ở chỗ hai ông cháu ở thì rất là lạnh các bác ạ. Ở trên rừng già này thì là mùa đông đến ấy thì may là che phủ hết những cái khu ngôi nhà của hai ông cháu ở ấy thì rất là lạnh. Nên là cháu Khương sẽ mang cái bát này để đi quay và cho hai ông cháu là có chỗ ngủ ấm hơn đấy các bác. Đấy, mấy hôm trước thì cháu Khương lên thì cũng có mua khá là nhiều đồ lên rồi. Thì hôm nay thì mang nốt cái bạt này lên để phủ cho hai ông cháu để quay lại cái chỗ ngủ đấy. Và bây giờ thì cháu Khương sẽ xin mời quý cô bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Khương để lên hai ông cháu các bác nhé. Đấy, và hôm nay thì cháu Khương lên thì cũng có em Hiển là đồng hành cùng các bác. Chào các bạn. Rồi, đi, em đi đi. Em đi trước đi. Đây cái cung đường mà cháu Khương với cả anh em lên là cũng hay đi theo lối này lên này các bác. Hai nhà của hai ông cháu thì là ở trong rừng nên là không có đường xe đi vào được các bác ạ, toàn đi đường rừng thôi. Nên là cũng cái cung đường đi thì cũng rất là nhiều vắt khi mà đến với hai ông cháu ấy. Ông ơi. Có nhà không? Hôm nay thì cũng may là lên đến gia đình thì có hai ông cháu ở nhà rồi. Cháu chào ông. Vâng. Làm gì đấy? Có làm gì đấy? Em lên nhà đi em. Vâng vâng vâng. Đây là cái miếng giải sàn của ông thì ông cũng đã thay miếng mới rồi các bác ạ. Đấy, hôm qua thì mấy hôm trước cháu lên ấy thì cái miếng miếng vầu này thì bây giờ hiện tại cũng đã thay mới rồi. Chỗ mà cháu Khương hôm nay lên để quay bạt cho hai ông cháu ngủ thế là quay cho ông cháu ngủ hai ông cháu. Hôm qua thì cháu Khương cũng có giúp ông là làm lại cái chỗ này rồi, bây giờ thì chắc chắn hơn rồi các bác ạ. Không bị như lúc đầu nữa, lúc đầu thì cũng không an toàn nên là đã làm cái này trước đã. Bây giờ thì cháu Khương sẽ cùng ông sẽ đi vào đóng cái chỗ ngủ cho hai ông cháu trước đã để đứng lại nhé các bác. Tám người này các cháu nhiều quá. Dạ. Biết nào, biết chào các ông các bà nào. Con chào các ông các bà. Đứng nghiêm túc rồi nào. Con chào các ông các bà nói to nào. Con chào các ông các bà. Rồi. Cho cái này ra này. Cho lên này này. Cho lên này. Cho hẳn lên đi. Ông nói ở cái miếng đóng cả cái tiên nữ cái này. Đâu cái lặng. Đóng cả tiên này á? Ừ, tiên nữ. Chị trái mà chị trái. Ủa, chị trái ở tố đằng đi pha nó đẩy. Ồ, bà đấy nó chụp cảm đấy. Để cho cái này đào. Ồ, ở cái gì? Kéo rồi. Hai ông cháu ăn cơm chưa? Đi ăn. Đây hiện tại hai ông cháu cũng đang bác được cơm các bác ạ. Chưa nấu các bác. Chưa ăn. Chưa nấu.
có một miếng mơ này trước. Ừ. Chia mà tới nó hết rồi. Hôm nay có thu mua được ít mật ong của bà con ở trên rừng mang ra đây để cháu lại thu gom lại là phục vụ ở trên gian hàng nhỏ của cháu. Hôm nay thì đây là mật ong khoái các bác nhé. Mật ong này thì cháu sẽ cho vào đây dốc hết mật, xong là tách cho nước cho chấm mật rơi xuống hết ở đây là cháu sẽ đóng chai cho gửi cho các bác này. Hôm nay thì cũng được nhiều bác ủng hộ cháu, là cháu có thêm động lực để đi thu mua lại của bà con, chủ yếu là để mang bán hộ cho bà con được các bác ạ. Cũng đây là mật ong khoái nguyên chất 100% các bác nhé. Nếu mà các bác mà từng dùng mật ong rồi thì các bác dùng mật ong của cháu thì các bác sẽ cảm nhận được cái vị đặc sánh của nó là nguyên chất 100%. Ở đây là không thể là không nuôi được các bác ạ. Ở đây là nó tự nhiên chứ không nuôi được. Cũng qua đây là gian hàng nhỏ nhỏ của cháu, mong là sẽ quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng nhỏ nhỏ của cháu để cháu Khương có thêm động lực để đi mang những cái phần quà để đi cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Đây là đóng cái này là cháu đã đóng chai rồi, thì là một chai như này là 1 lít các bác ạ. Xin chào các bác, hôm nay cháu là xin giới thiệu với tất cả các bác anh chị là cái gian hàng nho nhỏ của cháu hiện tại đang kinh doanh ở trên kênh. Cái sản phẩm mà hiện tại cháu Khương đang bán là có lụ hoa đu đủ đực này. Đấy là cái này là cháu Khương đá phơi khô rồi là gói thành gói như này để nếu mà quý cô bác anh chị nào mà ủng hộ thì cháu Khương sẽ gửi một gói như thế này cho quý cô bác anh chị. Còn ngoài ra thì cháu Khương có hộ em Hiền này với lại em Quân, cái này là hạt ốc chó của em Quân là cháu cũng hộ em
Quân bán luôn. Nếu mà được quý cô bác nói anh chị thì ủng hộ em Quân thì có thể là liên hệ với cháu Khương qua cái số điện thoại là 0862192188. Số đấy thì cháu Khương là dùng làm công việc của Khương với cả làm Zalo. Đấy, nếu quý cô bác anh chị nào mà dùng Zalo thì có thể là kết bạn và kết bạn Zalo với cháu Khương luôn. Đấy, ngoài ra thì còn có cả chè San Tuyết ở trên Hà Giang này các bác. Chè San Tuyết này là cây cổ thụ, là hái những cái nụ ngon nhất để bà con mang đi sấy trong nhà máy khô, xong là mang về phơi, xong là gói thành một gói như này. Cháu là gom lại của bà con để hỗ trợ bà con là bán ở trên cây luôn. Thì cái số tiền được thì cháu cứ sẽ giả lại người dân cho người dân mà trồng được. Thứ nhất là hỗ trợ được người dân có cái nguồn thu nhập với các bác. Đấy, ngoài ra thì cháu Khương còn có một cái sản phẩm đặc biệt nữa là củ em Hiển các bác ạ. Hiện nay thì em Hiển cũng đã có một cái dòng sản phẩm của riêng em Hiển rồi. Trước đây thì em Hiển có đi lấy củ thì cháu Khương cũng có dặn em Hiển là đi hãy đi chặt những cái quả chuối hộp này mang về phơi khô. Và hiện tại thì em Hiển cũng đã phơi được một chút ít rồi. Thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ em Hiển để em Hiền có được một cái nguồn thu nhập cho em Hiền, để em Hiền đỡ phải đi lấy củi nữa các bác. Thực sự em Hiền có một bó củi vác đi tận xá bán mới có được 7.000 thôi. Đấy, qua đây thì mong quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ cháu Khương cũng như là em Hiền, em Quân các bác nhé. Và bây giờ thì cháu Khương xin mời quý cô bác anh chị sẽ tiếp tục theo dõi video ạ. Hết rồi chưa mà? Chưa nhiều đâu nữa. Cảm ơn chết. Cảm ơn ý kiến. Mà rất là dài các bạn. Anh sẽ quay cho để cho nó ấm hơn. Thả ra đây. Bây giờ sẽ đóng cái này trước. Đinh đâu ông rồi? Ông qua đinh chả mua lên để đâu rồi? Hơn này. Búa. Đấy đinh đấy. Có búa không? Có búa không? Ủa nó. Có búa không nhỉ? Là mấy hả mà? Với. Nè, nhắn quá. Nhắn quá. Đọc cái này cơ mà. Nè, ông đóng luôn đi. Đóng dưới đấy. Cho nó cọp lên đi. Đấy, cái gì rơi đây? Ôi, rơi một miếng rồi. Em rơi đi đâu một miếng rồi. Đó, cứ lưng cọp kìa. Ôi. Lấy Quyết đi, vác về đi, Quyết đây. Vác về để anh đóng cho. Như thế sẽ chắc chắn hơn các bạn. Có thế, đúng rồi mà. Chứ sao nó dính cái hồ mà. Như kiểu lép ra chơi dòng đó. Thấy. Thế đây thấy. Mới chơi dòng đó à. Không có búa các bác ạ. Hôm nay phải dùng đòn cây này để đóng ấy, không có búa nên là rất là đóng khó. Bán này thì rơi rồi này các bác. Rồi bây giờ ông đóng một đinh vào đây nhá. Đây đây, lấy cái đinh ra đây, Quyết đây. Đinh bé mà. Đấy, đóng vào đây này. Đóng vào miếng này. Thì giống bảo. Đấy, bây giờ sẽ đóng tạm cái miếng này này. Đấy, ông đóng vào đi. Ông
không để thế là nó bị không lấy đến mặt kia đi, cái mặt kia cho khít hơn không ạ? Bạn này không vừa, nó bị trùng đồ to quá. Đấy như lúc đầu ấy, để cái mặt này đi. Cái này mình đóng tạm thôi, sau này mình gỡ ra mà. Cái này là nhà là gỡ ra mà, để ông đóng vào đây đi. Đóng được không? Được. Cái dìu ấy, có cái dìu không? Này để mà đóng ở dưới kia trước ấy thì là bị méo các bác ạ. Ngôi nhà của ông bây giờ đang bị méo sang bên đằng sau nhà rồi. Thôi, một phát này nào. Bị thủng rồi các bác. Cái này thay được rồi, cái này thay được rồi. Ôi dồi ôi, chỗ ngủ như này cũng bị thủng hết rồi các bác. May mà không rơi xuống cái kia đấy. Không sao chứ anh? Không, không, không sao đâu. Không, không sao đâu. Này, ôi dồi ôi, cái này chỗ này làm nào được đấy? Éo còn phải mấy. Đây là xử lý sau thôi. Đây tí cho một cái miếng mới vào. Nó cắm lên chứ hả? Nó cắm lên chứ hả? Nó thoải mái. Đóng cao một tí rồi. Ra phải thấp hơn một tí thôi. Ừ, quay luôn. Nó cắm như thế. Đóng cao rồi. Mà đằng sau này kệ thôi nhỉ ông nhỉ? Đằng sau này thôi nhé. Đây này, không ngủ thôi, đằng sau kia không phải để.
này bây giờ cũng rất là khó nhỉ. Bơ để dạ. Thì đóng vào theo cái này nhỉ. Kìm đóng vào cột này, đóng vào cột đi, đóng thấp một tí, đây đây, đây. Tất cả cái này luôn đi, đóng hơi cao. Buôn đây đây thầy anh ạ, mà đây đóng. Éo đi bộ bắn điều ạ. Đây chưa? Rồi, khi nào một phát mưa nhỏ đấy lắp vậy đây đừng kéo đừng kéo đừng kéo. Vừa đẹp nha. Ô, vừa đẹp luôn các bác. Đấy, vừa xịt thì xịt luôn này. Như kiểu đo rồi ấy. Rồi. Này, ông bỏ tay ra thế này. Ông bắt đằng này. Cho mình lấy. Kiếm một miếng ván vào đây đi. Vâng. Giải ra sau này đỡ là không là kiếm hố ngủ này. Thực sự cái kia thì thấy Đinh này quyết rồi. Thấy Đinh này anh đóng đây nào. Thấy cái kia. Mũi kia. Thôi mới là phải đóng lại. Ép nếu mà ẩu ẩu mấy. Rồi mấy cô mới thay chả mấy chồng. Lương này tối những phần rất phần đóng cái đây. Chồng mới còn đóng cái đây. Cái này cái này rồi đóng thì nó cũng yếu đấy, đóng đôi cùi cả xu cái phần này cái này nhỏ rồi đây đây này cái này đóng thì dễ hơn. Đinh đây,
gia đình đâu. Biết. Bây giờ có phải đẹp không? Đúng không? Kết. Đẹp chưa? Hả? Đẹp không? Mang đi đây, mang đi. Đấy, bây giờ có chỗ ngủ nhá. Quyết nhá. Chỗ ngủ này là ấm luôn đấy. Đây là phải dựng một miếng ván cho ạ. Miếng ván đằng sau này thì sẽ an toàn hơn. Này, chết rồi. À, ván này hơi ngắn không ạ? Vâng. Nếu mà có ván dài hơn thì để đằng sau này thôi. Đấy, chưa thì đây còn nữa. Để anh ấy cái đầy đủ nữa, bạn ấy vô vùng điểm cho tốt thì còn đây ạ. Tao chém mang hốc này nay còn kéo. Đây cái chúng hiện tại cũng đã bị hỏng hết rồi các bác ạ. Tí cháu Cương sẽ bảo ông là đi chặt cây về để làm lại cái chỗ này. Bây giờ chỗ này đã thủng hết rồi. Đấy, có an toàn. À lấy cái này vừa không? Vừa. Vừa, cái này luôn nhỉ? Cái này chỗ kia thiếu kìa. Ừ, thiếu cái gì đấy. Nó còn nữa, đây chứ. Để xem nào. Đấy, chỗ này để đây. Kìa. Mà đây đang bị ấy đây. Ông lấy thêm một tấm ván nữa ông ạ. Để đóng đằng sau này cho nó có cái chỗ. Để ba hoa đi. Lấy một đoạn nữa thôi. Có đoạn nào không? À, đoạn đấy đủ dài đấy ông ạ. Ừ. Cho đằng sau, đằng sau qua, đằng sau, đằng sau. Đằng sau thì phải. Tiếp tục nha. Ra đằng sau đóng đi. Và đằng sau thì để đóng lại cái bàn này. Đấy, để miếng ván như này nhé, an toàn hơn các bác.
Này có cha con người đằng sau này. Lấy cho cháu một cái đinh bảy với ông ơi. Đinh bảy ấy. Đóng như thế thì à. Ôi, tuột à. Bên kia nhìn còn đóng được không nhỉ? Bắt đầu. Đóng lại cái bên này phát, bên này chuột rồi. Hơi ngắn một tí, lấy đinh dài hơn này. Ông ơi, lấy đinh cho cháu một tí, đinh dài ấy. Chắc rồi các bác, quá là chắc rồi. Đấy bây giờ đóng như này thì sẽ không sợ là chưa rõ. Ừ. Trời ơi. Đấy bây giờ nhìn có vẻ là chắc chắn hơn rồi các bác ạ. Cái đinh này vào ván nữa là ok rồi. Đấy. Sẽ an toàn hơn các bác. Đấy, bây giờ thấy giải cái này lên thì chỗ ngủ của anh, chỗ ngủ của ông ấy thì sẽ không bị gió lùa nữa các bác ạ. Rất là ấm rồi. Đẹp.
Ôi, quá là đẹp rồi các bác ạ. Đây, bây giờ chỗ ngủ của ông thì rất là kín mít rồi, sẽ không sợ là gió nữa. Khi mà ông dây mắc để căng màn đấy các bạn, màn đây là dây mắc kiểu gì đây. Quá đẹp luôn, vừa vị luôn các bác ạ. Giờ ngủ sẽ không sợ là muối cắn với cả lạnh nữa rồi. Đấy, đây có chỗ ngủ bây giờ là rất là đẹp rồi các bác. Đó. Quá là tuyệt vời rồi. Đấy, lúc nào không ngủ nữa thì cho gấp như này, gấp lên như này là đẹp rồi. Cái này thay làm mưa. Chăn thì chỗ Khương đã mút lên rồi thì bây giờ là ấm rồi các bác ạ. Gối đâu rồi? Gối đâu rồi Quyết? Gối đâu rồi? Có gối nhá. Đấy, có chỗ ngủ rồi nhá. Thích chưa? Hả? Đấy, chăn thì lúc nào không ngủ thì gấp để vào đây này. Đấy, sẽ là gọn gàng sạch sẽ luôn. Rồi. Đấy, lúc nào Quyết rồi dưới đây hướng dẫn này. Tối ngủ về là thả màn này xuống nhá. Đây này. Đấy. Là ngủ này. Đây là chỗ chui vào nhá. Đây này. Thấy chưa? Lúc nào mà không ngủ nữa thì cho cái này lên này. Đấy, túm hết cái này lên này, phải giữ sạch sẽ nhá, không được bẩn nhá. Cái này phải rửa chân sạch sẽ mới cho vào trong này ngủ đấy chưa? Thấy chưa? Đấy.
Đấy, thưa các bác ạ, hiện tại thì cháu Cương cũng đã căng bạt xung quanh cái chỗ ngủ của ông rồi, và căng màn rồi. Thì hiện tại đã có chỗ ngủ để ấm áp hơn rồi các bác ạ. Còn lúc nãy thì hai ông cháu cũng không biết là dắt nhau đi đâu nữa. Thì cháu Cương làm xong thì không thấy hai ông cháu nữa. Thì bây giờ cháu Cương sẽ xin khép video tại đây. Còn cuối video thì cháu xin chào tất cả quý cô bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn tin tưởng cháu Cương và gửi gắm những cái phần quà, những cái tấm lòng vàng đến với những mệnh đời còn bất hạnh ở trên vùng cao này các bác ạ. Còn bây giờ thì cháu xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong thức phim tiếp theo. Xin chào các bác. Con chào các ông các bà.